gỗ chai là một loại gỗ mang nhiều ưu điểm lớn. Một loại gỗ có nhiều ứng dụng trong nội thất đồ gỗ mà chắc chắn nhiều khách hàng chơi gỗ đều biết đến. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa biết hết được những đặc tính tốt của loại gỗ này. Hãy cùng đồ gỗ tùng gỗ tùng 8 tìm hiểu trong video này nhé. Gỗ chai là gỗ gì? Cây chai có tên khoa học Fugraea fragrans Roxb. Cây thuộc tông Pat Aliae của họ Gentinae Sae. Loài cây này còn có một số tên khác là chai lý, chai nam bộ. Đặc điểm nhận biết cây chai. Cây có chiều cao khoảng từ 10m đến 25m. Vỏ cây chai hình trứng, sáng màu. Lá của cây có bầu dục, màu lá sáng. Hoa màu vàng nhạt, có mùi thơm đặc trưng vô cùng dễ nhận biết. Sau thời ra hoa, cây sẽ có quả, vị đắng. Quả chín thường đỏ mọng, vị đắng và là nguồn thức ăn của rơi, chim chóc. Cây thường ra quả vào tháng 11 đến tháng 12. Cây sinh trưởng chậm và tuổi đời của cây thường là 100 năm. Cây chai có thể sống ở vùng đất úng và có khả năng kháng được mọi sâu bệnh. Sự phân bố của gỗ chai Cây chai sinh trưởng rải rác ở Việt Nam, nhưng chủ yếu ở khu vực Bình Trị Thiên, đặc biệt là ở vùng Tây Quảng Trị. Ở những nơi đầm lầy hay khe suối, cây chai thường mọc, tuy dễ cây chỉ có dạng trùm chứ không có dễ cọc. Chai thuộc nhóm nào? Trong bảng phân loại gỗ ở Việt Nam thì gỗ chai được xếp vào nhóm một nhóm gỗ quý hiếm, vân gỗ đẹp, mang lại giá trị kinh tế cao, được xếp chung với các cây gỗ quý khác nhau như dáng hương, cẩm lai, bằng lăng cườm, cẩm liên, cẩm thị. Gỗ chai có bao nhiêu loại? Gỗ chai có bao nhiêu loại? Chai có ba loại chính là chai vàng, chai đỏ và chai lý. Chai vàng có nơi gọi là chai dầu. Cây thường sinh trưởng ở đầm lầy nếu cây sinh sống càng nhiều năm thì lại càng bền, màu sắc gỗ đẹp, rất thích hợp để thiết kế những sản phẩm tượng gỗ mỹ nghệ. Chai đỏ, cây xanh lớn và có nguồn gốc từ Đông Nam Á, lá cây hình bầu dục, gỗ màu sáng. Quả có vị đắng và thường là thức ăn của động vật. Chai lý, cây có chiều cao khoảng 10 đến 25 mét. Lá và quả giống với chai đỏ và quả là nguồn thức ăn cho động vật. Ưu điểm của chai Chai là loại gỗ được nhiều người săn đón bởi vì gỗ màu vàng, cứng, thịt gỗ mềm, thớ gỗ mịn, vân gỗ xoay đều. Gỗ rất cứng, được coi là một trong những dòng gỗ quý giá, có thể chịu được mưa nắng hay điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường. Gỗ ít cong vênh, mối mọt. Tuổi thọ của các sản phẩm chế tạo từ loại gỗ này có thể kéo dài hơn chục năm. Ứng dụng Vì những ưu điểm kể trên, chai được sử dụng gia công thành nhiều đồ nội thất, cũng như là đồ thủ công mỹ nghệ, có thể kể đến như bức tượng, tranh gỗ, bàn ghế, tượng phong thủy, lục bình. Chai chính là nguyên vật liệu sáng giá để chế tác các đồ nội thất trang trí như bàn thờ, tranh, tượng Phật. Chúng đều có giá trị thẩm mỹ, kinh tế cao và luôn được giới thượng lưu săn lùng, sở hữu. Giá của gỗ chai Chai là vật liệu vô cùng quý hiếm nên các sản vật sản xuất từ loại gỗ này có giá thành rất cao trên thị trường. Thêm vào đó, cũng không ít người muốn sở hữu các sản phẩm từ nó. Để có được một sản phẩm từ cây chai thì chi phí mà các chủ sở hữu phải bỏ ra không phải chỉ là vài chục triệu nữa, mà con số có thể lên tới vài trăm triệu có khi thậm chí cả vài tỷ đồng. Hiện nay, ước tính giá của chai đối với gỗ tròn là hơn 5 triệu đường kính tầm 30 cm, dài chừng 1 m trở lên.